Phật với Chào Bạch Sư Cô, kính thưa đại chúng và kính thưa đạo tràng Diệu Quang. Con xin phép cá nhân con nghĩ tất cả các cô chú anh chị ở đây tham dự khóa tu ngày hôm nay, khóa tu mùa hiếu hạnh do đạo tràng Diệu Quang tổ chức, cũng là một cái niềm bất ngờ đối với con, tại vì con không biết gì về khóa tu này cả. Nhưng mà con cũng thành kính niệm ơn thầy, con gửi cho con cái chi tiết một ngày the day before. Và con cũng cố gắng sắp xếp được để con đến, mà nếu mà con biết sớm hơn thì con sắp xếp cho các anh chị em trong nhóm con để tham dự đông vui hơn. Nhưng mà con hy vọng là trong tương lai, nếu mà anh chị có phát tâm tổ chức lại thì xin con chị thông báo rộng ra, để con nghĩ là đạo tràng này có thể là 30-40 người, có thể 50 người có thể tham dự được, thì tất cả đều lợi lạc cả. Nhưng mà con thấy là hôm nay có một số cái bác cái bạn con á, coi qua livestream rất tiếc quá không tham dự được. Nhưng mà nhìn thấy đạo tràng rất là trang nghiêm, rất là giống như là một cái, có người hỏi con là chùa nào vậy, thì con mới nói là đến thì biết đó, con mới nói chùa đạo. Cho nên con xin chân thành và niềm ơn chưa thầy với sư cô, và xin đại đạo tràng một tràng có tay cho chị đạo với đạo tràng. Con thấy đi tu sung sướng vô cùng, ngày mình ăn hơn 3 buổi. Cô là thấy bánh mì là ngon, rồi cà phê là buổi trưa là giống như là một cái buffet, như là một cái tiệc cưới mà cũng chưa ngon bằng vậy nữa. Xin đại chúng một tràng pháo tay cho đầu bếp tuyệt vời. Đang chiều hôm nay không biết là làm gì nhưng mà con nghĩ chắc cũng sẽ ngon. Và đạo tràng rất là đẹp, mà quý thầy rất là trang nghiêm, oai nghi vô cùng, nhất là chiếc huỳnh y của quý thầy rất là rực rỡ. Mà các buổi, các thời khóa hôm nay đều trên cả tuyệt vời, xin đại chúng một tràng pháo tay nữa. Cái câu hỏi riêng con là hồi nãy thầy Thái Minh có nói là